Video hôm nay thì mình xin giới thiệu cho bạn nó một dòng xe nữ rất là đẹp. Thì sau lưng mình đây các bạn, thì đó là một mẫu Momentum. Và đây là một mẫu Momentum do nhà máy Giang sản xuất. Thì đây là một mẫu xe đang được rất nhiều các bạn nữ ưa chuộng, cũng như là các bậc mẹ mình, đồng tuổi mẹ mình, hoặc là các cô gì bác thì đang rất là thích cái mẫu xe Momentum này. Thì hiện tại thì nó trong thị trường hình nó một cái cấu hình rất là ok, kiểu cho nó có một cái mức giá rất là hấp dẫn. Thì con này trong thị trường hình nó một cái giỏ lan hoa rất là đẹp, và một cái màu và một thiết kế dáng nhìn rất là khỏe, và kèm theo hình nó một góc dáng nhìn rất là duyên. Và một đề đó là nó có thêm một cái bộ chuyển động siêu nô để mình đi mình có thể chuyển tốc, và đằng sau có một cái lava ga và một cái dây chằng cột sau thì mình có thể đèo được hàng. Và kèm theo nó là một bộ sam đốc kenda chất liệu rất là tốt, là bọc pin các thứ thì nó sẽ là bọc đạn hết, và kia đó cùng một kim nhôm. Thì ok thì một cũng em quay tôm thì mình đảm bảo mức giá rất hấp dẫn, từ giảm 8.2 xuống còn 7.6 thôi. Ok thì nếu nhu cầu mua xe thì có thể liên hệ tới trang web của mình, sẽ để đường link bên dưới cho bạn coi nhé. Ok thì mẫu Momentum này có gì mà được rất nhiều các chị em ưa thích đến như thế, thì ok thì mình sẽ review lại cho bạn coi nhé. Trước tiên thì các bạn thấy cái mẫu dáng nó thì nhìn rất là đẹp, nhìn rất là duyên dáng luôn. Và các bạn nữ thì đi học, đi làm rất là phù hợp luôn. Mình có thể đi chơi, đi dạo phố, đi làm một thể dục thể thao, đi với một mẫu Momentum này cực kỳ hợp lý. Mình có thể chuyển tốc, nếp sau trước này. Và cấu hình con này thì cái khung thì nó thiết kế nó hợp kim nhôm nhá. Đây nó là hàn này, các bạn nhìn mối hàn thì nó làm gần như là ẩn luôn, nó làm rất là đẹp. Từ đường sơn đến cái bộ khung, cái thiết kế và rất là sắc sảo luôn. Như nhà máy sản xuất của dòng Giang này nó làm rất là chất lượng nên các bạn yên tâm. Đây có chữ Giang này các bạn thấy không? Và nó được phủ kín bằng hai lớp sơn tĩnh điện, chống xước, chống hoa rỉ rất là tốt. Tiếp theo là đến cái đùi đĩa này thì nó sẽ làm cho các bạn đùi đĩa hợp nó làm hợp kim nhôm đúc nha các bạn. Như các bạn đi thì cảm giác rất là nhẹ luôn. Và vòng bi cái trục nó thì nó có trục giữa là một vòng bọc đạn có chống nước luôn. Một cái vòng bọc đạn bên dưới này sẽ có chống nước cho các bạn, thì mình đi sẽ đảm bảo hơn, tức là mình đi lâu dài sẽ vẫn mượt mà, nó sẽ tránh trường hợp bị han gì cái chỗ vòng bi đó nhé. Và tiếp theo là đến cái bộ đề sau là Shimano Tunay đây nha các bạn. Đây, các bạn nhìn cái củ đề thì nó cũng rất là chất lượng rồi đó. Và nếp thì gồm 7 nếp, như là nếp Shimano. Thì mình có thể chuyển, như phụ nữ thì mình có thể chuyển tốc với cái này rất là phù hợp. Mình có thể, mình muốn đi tập thể dục, có chế độ đi tập thể dục, chế độ đi dạo, chế độ đi nhanh, đi chậm, thì có đầy đủ hết ở đây. Mình có thể lên dốc thoải mái, mình tùy chọn. Và cách sử dụng nó cũng khá đơn giản. Cái này tại nó sẽ là tay đề xoay nên các bạn nữ mà muốn chưa biết về cái này có thể xem video này, thì cách sử dụng nó khá đơn giản. Và đây nó có hai cái móc để mình, nó có một cái dây thắt để mình chẳng đồ trên này, thì mình có để trên cái giỏ. Thì mình sẽ quay cho bạn coi nhé. Ok, xăm nốt con này là xăm nốt Kenda luôn nha các bạn. Đây, có chữ Kenda rồi. Xăm nốt này cỡ 26. Thì như mẫu này thì mình cứ đi với chiều cao từ 1m55 trở lên các bạn có thể đi được nhá. Xăm nốt thì có hơi cả nhá. Có hơi thì các bạn đi nó mới nhẹ được. Van là van xe máy. Đây, giống van xe máy, các bạn bơm thì rất là tiện. Bọn xe máy nó xịt cho phát là đầy ngay mà. Cái gabaga nó cũng nằm điểm với cái khung luôn, nhôm hết nha các bạn. Và nó có một cái chấm bùn cũng làm từ hợp kim nhôm, nhìn rất là đẹp. Và nó sẽ ôm hết toàn bộ cái vòng xe cho các bạn, nên các bạn đi thì không phải lo bị nước hoặc là bùn và đất cát bám những người đâu. Và nó có thêm một cái phản quang đằng sau này. Tiếp theo đến cái yên, nó là yên da mềm nha các bạn. Yên này, yên da mềm nó có in chữ Momentum này. Yên có chống nước nhá. Đây, các bạn nhìn da rất là mịn luôn, nhìn rất là mịn màng luôn. Và đây thì nó có cho bạn, nó là một cái giá để đựng nước này. Đây, trong này thì có một cái bình nước nhôm của hãng Momentum luôn. Đây, thì sẽ khui ra cho các bạn coi nhé. Bình nước nó thì nó làm rất là đẹp. Đó, các bạn thấy không? Bình nước thì cũng, đây, cái nắp nó là Momentum này, chính hãng luôn. Và đây là có Vedan. Vedan thì nó làm Vedan bọc đạn nhé, nên đi rất là nhẹ. Và đây là một cái dây để mình thắt, mình chẳng đồ đây, móc hai cái móc hai bên nhé, để mình có thể chẳng đồ nhé các bạn. Tiếp theo đến cái giỏ ấy là bằng giỏ nó làm nan rất là đẹp luôn.
đan cho mình một cái nhìn góc dáng thì rất là ưng mắt. Những cái này mình đựng được, có thể đi chợ đi chơi đâu đó mình có thể đựng cặp sách sách vở hoặc là đồ đạc lau lợn các thứ đi hoa quả mình đi chợ mua về á, thì dành cho các cô chú thì mua con này thì rất là hợp lý luôn. Và cái ghi đông thì cũng thiết kế là hợp kim nhôm. Đây, có tay nắm bằng da rất là mềm, cầm rất là dễ chịu. Có thêm cái chuông thì rất là dễ thương, mini. Tiếp theo đến cái bên này, bên phải thì nó có thêm một cái bộ chuyển động cho mình. Thì sử dụng nó khá đơn giản, chỉ bạn lên bạn xuống như này, các bạn thấy số này 1, 2, 3 này. Thì cái này cái sử dụng nó khá đơn giản. Thì số càng to mình đi sẽ càng nặng, số càng nhẹ, số càng nhỏ đi mình càng nhẹ thôi. Thì mình đi mình chỉnh nó ướm theo cái cảm giác của sức khỏe của mình. Thì cái sử dụng thì mình chỉ vặn này lên, có ghi số đây thế thôi. Và ở cái cổ thì nó có thêm một cái khóa nữa nha các bạn. Cái khóa này thì mình có thể khóa cổ này, tùy thích này. Cái này mở ra này, mình khóa lại thì mình vặn này ngược lại. Đó, như này thì các bạn sẽ không vặn được nữa. Ok, mình sẽ mở ra mình để thẳng lại. Thì cái chân trống thì nó thiết kế là một cục giữa nhìn rất là gọn, thì mình lúc gạt lên gạt xuống thì rất là tiện lợi cho mình. Tiếp theo là đến bộ vành, vành trước thì vành và phanh thì vành nó là hợp kim nhôm, nó giống như đằng sau thôi, vành xăm lốp trước sau như một nha các bạn. Và vòng mai ơi nằm vòng mai ơi mặc đạn để trọng thế nhé. Đây là cục rất là to, mình đi rất là êm nhẹ lắm. Như cái dòng này nó làm rất đặc biệt, mai ơi của nó là chính hãng của dòng gian luôn. Đây trước có một cái đèn phản quang này, mình đi sẽ đảm bảo cho mình hơn. Và trước sau thì nó có cho mình đó là một cái bộ phanh báo vành, nó làm thiết kế thì cũng chính hãng của gian hết. Đồ này là đồ nguyên khui hộp của dòng gian hết, không có đồ gì ngoài cả. Có mỗi cái bộ đề Shimano là của Nhật Bản nhá. Đề Shimano thì chắc chắn thì các bạn nghe Shimano là biết đến từ thương hiệu Nhật rồi. Và phanh sau thì như trước như một nhá. Ok, thì đây cấu hình của chiếc gian Momentum Alet 1500 Nate nha các bạn. Đây có chữ Nate đây. Cái model của nó là gian Momentum Alete nha các bạn. Đây, Alete. Ok, thì đây cấu hình của chiếc gian Alete Momentum. Thì các bạn nào có nhu cầu mua xe và hàng thì có thể liên hệ tới trang web của mình, đó là trang web fv3.vn hoặc hotline 0933522186 để hỗ trợ như ưu đãi khi đặt hàng nha các bạn. Và mẫu xe này thì bên mình đang giảm giá xuống còn có 7.6 triệu thôi. Ok, thì mình giảm tới hết tháng 11 cơ, thì các bạn nhanh tay đặt hàng nha. Mẫu này bên mình đang bán rất là chạy nha các bạn. Ok, xin chào các bạn, cảm ơn các bạn coi video của mình.